Thái hậu Từ Hy đã thực hiện một hành vi cực kỳ tàn ác mà mãi đến năm 2008 mới được công khai. Từ lúc sinh đã làm một việc xấu, nhưng mãi cho đến năm 2008 hậu thế mới biết đến. Việc này tàn khốc đến mức khiến nhiều người cảm thấy sốc và không thể chấp nhận được. Từ Hy thực sự đã làm gì? Tại sao đến năm 2008 sự việc mới được công khai? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị. Thân là Thái hậu, nhưng Từ Hy lại không từ bất cứ thủ đoạn nào để củng cố quyền lực của mình, bỏ mặc sự sống còn của đất nước. Bản thân bà cũng biết mình đã làm quá nhiều điều ác, sợ rằng sẽ mang tiếng xấu muôn đời, nên đã ra tay hạ độc hoàng đế Quang Tự trước khi qua đời để tránh bị hàng triệu người nguyền rủa. Đáng tiếc rằng, mặc dù sự thật đến muộn một chút, nhưng cuối cùng cũng sẽ được phơi bày. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, hoàng đế Quang Tự sống ở một nơi lạnh lẽo gió lùa, mặc chiếc áo mỏng manh tả tơi, ăn những món ăn thiêu thối mà ngay cả động vật cũng không thèm. Dù vậy, ông vẫn không từ bỏ hy vọng sống, vẫn quan tâm đến những vấn đề lớn của đất nước. Khi Đại Thanh đối mặt với khủng hoảng, Quang Tự cho rằng muốn đối thoại với những người nước ngoài chỉ có cách phải học tiếng Anh. Vậy nên, mặc dù bị giam lỏng, nhưng ông vẫn cố gắng học được ngôn ngữ ngoại quốc này. Quang Tự tự tin rằng đây chắc chắn không phải là nơi dừng chân cuối cùng của mình. Ông nhất định có thể giành lại quyền lực, nhưng những hành động của Từ Hy rõ ràng là muốn đẩy Hoàng đế Quang Tự vào tử lộ. Các đại sứ nước ngoài tại Trung Quốc liên tục yêu cầu được gặp Hoàng đế Quang Tự, nếu không họ sẽ không chịu rời đi. Thực ra những người này đều đoán được sự mất tích của Hoàng đế có liên quan mật thiết đến vị Thái hậu quyền lực là Từ Hy. Những lời chỉ trích từ mọi phía không ngừng vang lên. Từ Hy biết được tình hình của mình nên tức giận đến mức ho liên tục trên giường. Sự tồn tại của Hoàng đế Quang Tự đã đe dọa nghiêm trọng đến danh tiếng của bà. Từ Hy âm thầm hạ quyết tâm rằng ít nhất bà phải để Hoàng đế Quang Tự mãi mãi biến mất trước mặt mình. Điều nực cười là lúc đó Từ Hy Thái hậu đã hơn 70, trong khi Hoàng đế chỉ mới hơn 30 tuổi. Mục tiêu mà Từ Hy đưa ra chắc chắn sẽ không thể thực hiện nếu không dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Năm 1980, Hoàng đế Quang Tự tại doanh đài do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, cộng thêm việc gặp phải gió lùa nên đã bị cảm lạnh. Tình trạng sức khỏe của Hoàng đế rất không khả quan. Các danh y từ khắp nơi trên thế giới đều được mời đến để chữa trị cho Quang Tự, nhưng không có hiệu quả gì. Nhiều người tin rằng chuyện này có sự can thiệp của Từ Hy Thái hậu. Trong bối cảnh lúc bấy giờ, mọi quyền kiểm soát của chính phủ hoàn toàn nằm trong tay Từ Hy. Người phụ nữ này tuy tuổi đã cao nhưng quyền lực không hề giảm sút. Cả đời tranh giành, ganh đua, đến cuối cùng vẫn không buông tha cho người khác. Ngoài những chuyện ác làm khi còn sống, bà thậm chí còn muốn bịt miệng người khác khi mình qua đời. Vào dịp sinh nhật của bản thân, ngày 10 tháng 10, Từ Hy đã cao tuổi chỉ có thể nằm trên giường bệnh, nhưng quan văn võ vẫn phải đến chúc mừng. Một số người đề nghị Hoàng đế Quang Tự cũng nên đến thăm Từ Hy Thái hậu. Nghe vậy, Từ Hy nổi cơn thịnh nộ, bữa tiệc sinh nhật vì thế mà không vui vẻ gì. Vào thời điểm này, Hoàng đế Quang Tự vẫn yếu ớt bệnh tật, nhưng may mắn là vẫn có một thái y cố gắng giữ mạng cho ông, dù Thái hậu có gây trở ngại thế nào. Nhìn thấy Quang Tự từ từ hồi phục, Từ Hy sốt ruột và tức giận đến mức nôn ra một vũng máu lớn. Khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, bà liền ra lệnh cho người thân tín đến bàn bạc. 3 ngày trước khi Quang Tự qua đời, bệnh tình của ông đột ngột nặng thêm mà không có dấu hiệu báo trước. Không ăn được, đầu đau như bú bổ và dù thái y có chữa trị thế nào cũng không có tác dụng. Quang Tự cứ thế đau đớn mà chết trên giường. Từ Hy Thái hậu khi nghe tin Quang Tự đã qua đời lại bật cười lớn, như thể lòng đã thỏa nguyện. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Từ Hy Thái hậu đã rơi xuống. Bà ngây thơ cho rằng chỉ cần lén lút hạ sát một Quang Tự là mọi chuyện đều ổn. Bản thân sau khi qua đời sẽ không để lại tiếng xấu muôn đời. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một ngày sau khi Hoàng đế Quang Tự bị đầu độc qua đời, Từ Hy cũng mãn nguyện mà ra đi. Con đường diệt vong của triều đình nhà Thanh đã không còn xa khi Hoàng đế trẻ là Phổ Nghi bị ép lên ngôi, trở thành Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc. Nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc, là một trang lịch sử nhục nhã. Khi nhắc đến Từ Hy Thái hậu, người ta thường nghĩ đến những hành động tàn ác và tham lam của bà. Thực ra,
tham vọng của Ngọc Lan, tên thật của Từ Hy, đã được gieo hạt từ trước khi bà vào cung. Năm thứ ba triều đại Hàm Phong, tiểu thư Ngọc Lan bắt đầu bước chân vào Từ Cấm Thành, mang theo tham vọng cao hơn trời, nhưng trời lại không hiểu lòng người. Từ Hy đầu tiên bị an trí ở Nguyên Minh Viên, cách cung điện khá xa. Vua Hàm Phong không thích đến Nguyên Minh Viên để vui chơi, nên ý định tiếp cận hoàng đế của Từ Hy đã tan vỡ. Tuy nhiên, bánh xe lịch sử luôn đi theo một quỹ đạo đã định sẵn. Khi cuộc khởi nghĩa Thái Bình bùng nổ, Hàm Phong đã phái quân đội đi đàn áp, nhưng quân đội triều đình lại không thể đàn áp một cuộc nổi dậy của một nhóm dân thường. Hoàng đế Hàm Phong tức giận vô cùng, việc phải ở trong cung điện đối mặt với các đại thần văn võ khiến ông cảm thấy phiền muộn, nên một thái giám đã đề nghị hoàng đế Hàm Phong tạm thời đến Nguyên Minh Viên nghỉ ngơi một thời gian. Cuối cùng, cơ hội của Từ Hy đã đến. Khi biết hoàng đế Hàm Phong sẽ đến Nguyên Minh Viên, Từ Hy thầm hứa nhất định phải nắm bắt cơ hội quý giá, bởi nếu không thành công, có lẽ cả đời bà sẽ phải sống trong cung điện rộng lớn này dưới thân phận cung nữ. Là một thiếu nữ chưa đầy 15 tuổi, Từ Hy chỉ cần trang điểm một chút là có thể vượt qua những phi tần đã giả nua. Khi Hàm Phong nhìn thấy Từ Hy lần đầu tiên, ông đã bị thu hút bởi người con gái xinh đẹp trước mắt. Thêm vào đó là giọng hát hay của Từ Hy đã khiến hoàng đế Hàm Phong mê mẩn. Từ Hy đã đạt được điều mình mong muốn khi trở lại cung điện với tư cách là một quý nhân. Một bước thay đổi địa vị từ một nô tỳ trở thành chủ nhân. Dù là phụ nữ, nhưng từ nhỏ Từ Hy đã đọc rất nhiều sách và có quan điểm riêng về những vấn đề lớn của đất nước. Hoàng đế Hàm Phong đặc biệt thích đến cung điện của Từ Hy để thảo luận về những vấn đề khó khăn của quốc gia. Mặc dù hậu cung không được can thiệp vào chính trị, nhưng Hàm Phong thực sự đã nhận được một số gợi ý từ bà. Đây cũng là nền tảng cho việc Từ Hy sau này nắm quyền buông rèm nhiếp chính và biến Quang Tự thành con rối của mình, cũng như hình thành sự cuồng si đối với quyền lực. Dần dần trong những lúc bận rộn, Hàm Phong thậm chí còn để Từ Hy giúp đỡ trong việc phê duyệt các tấu chương. Tầm ảnh hưởng của Từ Hy trong chính trị ngày càng mở rộng và tham vọng của bà cũng nhanh chóng gia tăng. Trong thời đại cổ đại, nếu các mỹ nhân của hoàng đế muốn thăng tiến, thì đầu tiên họ phải sinh ra được hoàng tử. Nếu không, dù có được sủng ái đến đâu, cũng sẽ bị ràng buộc bởi việc không mang được long duệ. May mắn là năm thứ 6 triều đại Hàm Phong, Từ Hy đã sinh ra hoàng tử đầu tiên, khiến tất cả các phi tần đều ghen tị. Từ Hy từ quý nhân lên thành ý phi, chỉ trong vài năm đã thăng tiến thành ý quý phi. Thời điểm này tình hình trong nước có nhiều vấn đề, chiến sự xảy ra liên tục. Hoàng đế Hàm Phong vốn đã yếu đuối và bệnh tật, gánh nặng tâm trí thực sự quá nhiều, nên ông không còn cách nào khác, chỉ có thể giao các tấu chương về quốc sự cho Từ Hy phê duyệt. Hoàng đế Hàm Phong nghĩ rằng Từ Hy là người trong hậu cung, dù có quyền lực đến đâu cũng không đủ sức ảnh hưởng đến triều đình. Vì vậy trong những lúc bận rộn, ông yên tâm giao cho Từ Hy xem xét tấu chương. Năm thứ 11 triều Hàm Phong, hoàng đế Hàm Phong qua đời vì bạo bệnh. Người duy nhất nắm quyền trước khi ông qua đời chính là Từ Hy. Nhưng là một người phụ nữ, việc giành lấy quyền lực không phải là chuyện đơn giản đối với bà khi có sự can thiệp của 8 vị đại thần. Nguyên nhân là các vị đại thần cho rằng tuổi tác của hoàng đế Đồng Trị còn nhỏ, không thể nắm quyền. Trong khi đó Từ Hy với tư cách là người trong hậu cung không thể can thiệp vào chính sự, người nắm quyền cao nhất chỉ có thể là họ. Tuy nhiên, Từ Hy không thể chấp nhận việc quyền lực trong tầm tay lại tuột khỏi tay mình. Bà nhất quyết không muốn để các đại thần nắm quyền. Là mẹ ruột của hoàng đế Đồng Trị, bà có quyền thay mặt con mình nắm quyền. Hai bên tranh cãi không ngừng. Từ Hy thấy tình hình bế tắc nên buộc phải nhượng bộ một chút, nhưng với điều kiện, trước khi ban hành pháp lệnh, mọi chuyện phải có sự đồng ý của bà. Các đại thần cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Tuy nhiên, khi hoàng đế Đồng Trị dần lớn lên, việc Từ Hy nắm quyền không còn dễ dàng như trước. Bà không còn cách nào khác, chỉ đành giao quyền lực cho hoàng đế. Nhưng hoàng đế Đồng Trị không có năng lực, chỉ sau 2 năm tự mình cai trị đã qua đời sớm. Từ Hy Thái Hậu không có nhiều thời gian để thương tiếc, vì lúc này chính là thời điểm tốt để giành chính quyền. Ngai vàng đã không còn ai phù hợp để kế thừa, chỉ còn cách nâng đỡ hoàng đế Quang Tự. Quang Tự là cháu trai của Từ Hy. Nếu nói rằng Từ Hy còn có thể chấp nhận việc con trai ruột Đồng Trị cai trị, thì việc Quang Tự, một người không có quan hệ huyết thống gần lên nắm quyền, khiến Từ Hy vô cùng khó chịu. 8 vị đại thần bị ban chết, Quang Tự trở thành một vị hoàng đế bù nhìn. Tất cả công việc lớn nhỏ của quốc gia đều do Từ Hy quyết định. Nhưng khi hoàng đế Quang Tự dần lớn lên và hiểu rằng mình chỉ là một con rối bị kiểm soát, ông bắt đầu muốn chống lại Từ Hy. Nhưng lúc này đã quá muộn.
thế lực của Từ Hy ngày càng mạnh, không thể dễ dàng lật đổ. Có thể nói, bao nhiêu năm Quang Tự tại vị cũng là bấy nhiêu thời gian bị Từ Hy kiểm soát. Ông có thể được xem là vị hoàng đế bị đàn áp nhất trong lịch sử. Hoàng đế Quang Tự từ nhỏ đã chăm chỉ học hành. Trong chính trị, Quang Tự hiểu rõ đạo đế vương và cũng có những hoài bão lớn lao. Nhưng quyền lực của Từ Hy quá lớn, ông không có không gian để phát huy. Ngay cả việc chọn phi cũng phải do Từ Hy quản lý. Bởi tham vọng của bà không chỉ đơn giản là nắm quyền trong một đời, mà là dòng họ Diệp Hách Na Lạp vẫn tiếp tục nắm quyền kiểm soát triều đại nhà Thanh. Để đạt được mục tiêu này, bà đã cho người mà Quang Tự không yêu làm hoàng hậu và tàn nhẫn sát hại một cách dã man người mà Quang Tự yêu thương, đó là Trân Phi. Quang Tự cảm thấy cuộc đời mình bị bao trùm bởi sự khủng bố của Từ Hy Thái Hậu, không thể thoát ra. Dù thực tế có nhiều khó khăn, nhưng Hoàng đế Quang Tự đã nghĩ rằng thà chống lại còn hơn là sống cả đời như một con rối. Ông bí mật tập hợp một nhóm người có chí hướng, hình thành nên đảng phái của riêng mình. Hai đảng phái tranh giành quyền lực khiến vị trí của Từ Hy bị đe dọa. Chiến tranh Nhật Thanh nổ ra ngay vào thời điểm Từ Hy đang chủ trương xây dựng Nguyên Minh Viên. Nhưng sự bùng nổ của chiến tranh dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng hưởng thụ của bà. Dù Quang Tự nhiều lần muốn ngăn cản Từ Hy xây dựng Nguyên Minh Viên, nhưng đều bị bà từ chối. Hải quân Bắc Dương liên tục thất bại, Quang Tự nóng lòng như lửa đốt. Nhưng vào lúc này, Từ Hy Thái Hậu lại dùng ngân sách quân sự để tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Cuối cùng, chiến tranh Nhật Thanh thất bại thảm hại, triều đại nhà Thanh buộc phải ký hiệp ước nhục nhã. Hoàng đế Quang Tự quyết định không thể ngồi chờ chết. Dưới sự ủng hộ của phái cải cách, ông đã phát động trình biến Mậu Tuất. Nội dung cải cách của phái cải cách do Quang Tự tổ chức rất phong phú. Ban đầu học hỏi người nước ngoài trong việc kinh doanh và mở xưởng, học hỏi công nghệ tiên tiến của phương Tây, cử học sinh đi du học và nhiều biện pháp khác. Nhưng điều đáng tiếc là đảng phái của Từ Hy quá mạnh mẽ. Để không cho Quang Tự giành quyền lực của mình, bà đã bất chấp sự an nguy của đất nước, kiên quyết yêu cầu Quang Tự bãi bỏ nội dung cải cách và xử tử những nhân vật cốt cán của phong trào cải cách. Quang Tự còn chưa kịp thực hiện hoài bão của mình thì đã bị Từ Hy hoàn toàn tước quyền. Ông bị giam giữ tại doanh đài cho đến khi bị Từ Hy đầu độc. Cả đời Từ Hy Thái Hậu đã phải tốn công sức vì cuộc tranh giành quyền lực, cho đến trước khi qua đời cũng không quên đầu độc Hoàng đế Quang Tự. Thật sự là một người rất đáng sợ. Vị Thái Hậu vào cuối triều đại nhà Thanh đã bán nước cầu vinh, không màng đến sự nguy hiểm của đất nước mà tiếp tục đắm chìm trong cám dỗ quyền lực. Có thể nói là đã đi vào con đường mê muội. Mặc dù đã dùng mọi biện pháp, nhưng cuối cùng bà cũng phải gánh chịu tiếng xấu muôn đời. Bạn nghĩ gì về hành động tàn độc của người phụ nữ này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.